Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, dự báo là hôm nay vùng mưa sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như là tại Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn. Trong đó thì mưa to tập trung ở vùng núi, có điểm mưa trên 80mm. Thực tế thì những ngày qua tại vùng núi phía Bắc liên tục có các điểm mưa to, trong hôm nay thì vẫn tiếp tục mưa nặng hạt. Vì vậy mà nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở các sườn đồi núi, ta luy và ngập úng ở các vùng trũng thấp là rất cao. Và trái lại, ở đồng bằng Bắc Bộ thì ít mưa và trời chuyển nóng rõ rệt. Nhiệt độ trong các thành phố rơi vào khoảng từ 32 cho đến 34 độ C. Xuống đến khu vực miền Trung thì chưa có dấu hiệu kết thúc đợt nắng nóng đã kéo dài hơn nửa tháng nay. Và dự báo là hôm nay vùng nắng nóng sẽ bao phủ khu vực từ Nghệ An xuống đến Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Và dù nắng nóng không quá gay gắt, nhưng mà việc kéo dài nhiều ngày cũng khiến cho thực bì các cánh rừng khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trời sẽ nắng mạnh, mưa chỉ xảy ra và ngắt quãng vào chiều tối. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ C. Đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết. Bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần cuối của chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức được cập nhật lúc 6 giờ sáng.